xin chào các bạn đã quay trở lại kênh youtube lý việt em của mình thì như các bạn biết là trên cái app cat này các bạn thì ngày hôm qua có thông báo về cái bay bách các bạn chương trình bay bách là tức là bỏ ra một triệu la để mua lại á, số số kết của chúng ta đào được là với giá là một đô một kết các bạn ha à, tuy nhiên là có thông báo ngày hôm qua nhưng mà mình không có kịp làm cho các bạn xem thì hôm nay mình sẽ À, điểm lại cái thông tin đó cho các bạn nha, để các bạn nắm hơn. Rồi thì trước tiên các bạn hãy click vào, mà... hãy xem nè. Nếu như các bạn nào chưa đăng ký kết này á thì các bạn hãy đi vào mô tả video đăng ký các bạn ha, có đường link rồi và có video hướng dẫn rồi các bạn làm theo là được. Và cái chương trình nó, nó cay, nó có cay C các bạn nhưng mà chưa có mở cho nên là chúng ta à, phải đăng ký chính chủ nha. Bởi vì các bạn đăng ký à, dạng như là à, đăng ký à, ảo thì cũng không có cay xe được, cũng không có lấy được cái gì cả. Rồi. À thì các bạn nghỉ xem một số cái thông tin ha Ở à, đây chính là một số cái thông tin. Đó. Cái ảnh hình ảnh về cái NFT Mooncat Avatar của nó nha các bạn nha. Nó rất là giá trị. Tức là 3.000 đô đến 10.000 đô nè, là 1.000 đô đến 3.000 đô, 300 đô đến 1.000 đô và 100 đô 100 đến 300 đô. Đó. Đó hàng cái 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 NFT này rất là giá trị nha cho nên là các bạn mà sở hữu được cái NFT này á thì rất là ngon à, trong tương lai á đó thì à, bây giờ chúng ta hãy xem nó có thông báo liên quan đến NFT luôn các bạn nó sẽ tặng thử cho các bạn luôn nhưng mà với điều kiện như thế nào thì chúng ta cùng xem nè Cat Star, tức là Chat Any Cat khai thác ứng dụng tính nổi bật chúc mừng năm mới năm mới Cat Star và lợi ích đang đến mời bạn bè đến nhận lợi ích Moon Cat đó tức là cái gì các bạn đó chính là NFT Mooncat của nó Rất là giá trị ha Mình mới giới thiệu cho bạn vừa xong Số 2 Catstar phần thưởng đăng ký người dùng mới 3.000 cat Rất tuyệt vời 3. Thu thập tăng tốc của nhóm tiếp tục tăng gấp đôi 4. Chương trình mua lại Catstar Đó chương trình mua lại tức là Catstar à, Chương trình buy back đó các bạn Nó sẽ bỏ ra 1 triệu la và nó mua lại số cat của chúng ta Với giá là 0.01 đô một cat nha rồi tiếp theo nền tảng khởi động hoạt động phúc lợi năm mới Airdrop NFT. Đó, tức là nó sẽ tặng airdrop moon kết cho các bạn nha. Một thời gian hoạt động là 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Đến 24 giờ ngày 7 tháng 1 năm 2023 giờ Singapore, tức là chỉ có 7 ngày thôi các bạn nha. Nội quy hoạt động, hoạt động phúc lợi, mời bạn bè nhận lợi ích airdrop mèo mặt trăng tức là moon kết đó các bạn, NFT. Tiêu chí xét giải nè, một trong thời gian diễn ra sự kiện nếu bạn mời hơn 30 người bạn Bạn có thể nhận được NFT chất lượng giới hạn của mèo mặt trăng Đó Nếu mà giả sử các bạn giới thiệu được 30 người Mà các bạn được tặng một cái con môn kết là à, Giá là 3.000 đô đến 10.000 đô thì sao các bạn Rất là tuyệt vời nha Cho nên là các bạn hãy đăng ký ngay Và các bạn hãy sở hữu này bằng cách là giới thiệu 30 người Ha, mời bạn bè người thân người quen gì đó để đủ 30 người và đương nhiên là họ phải hoạt động các bạn nha họ không hoạt động thì không được tính rồi số 2 trong thời gian diễn ra sự kiện nếu bạn mời bạn bè lớn hơn bằng 50 lần bạn có thể nhận được NFT chất lượng hiếm có của mèo mặt trăng đó nói chung là càng cái số giới thiệu của bạn càng nhiều thì các bạn sẽ nhận được cái phần thưởng về à, về cái NFT giá trị càng lớn à số 3 trong thời gian diễn ra sự kiện nếu bạn mời bạn bè lớn hơn bằng 100 lần bạn có thể nhận được NFT chất lượng sử sử thi của em mèo mặt trăng và bốn trong thời gian diễn ra sự kiện nếu bạn mời bạn bè lớn hơn bằng 200 lần bạn có thể nhận được NFT chất lượng huyền thoại của mèo mặt trăng chắc có lẽ là lớn hơn 200 lần có nghĩa là các bạn sẽ được nhận một cái con moon kết là giá là 3.000 đô đến 10.000 đô các bạn cái con lớn nhất á tiếp theo hoạt động phúc lợi 2 phần thưởng đăng ký người dùng mới 3.000 cat trong thời gian diễn ra sự kiện người dùng mới đăng ký và kích hoạt nút khai thác bằng một cuốn nhấp chuột có thể được có thể trực tiếp phần thưởng 3.000 kết đó rất tuyệt vời các bạn rồi tiếp theo hoạt động phúc lợi 3 thu thập tăng tốc của đội tiếp tục tăng gấp đôi trong thời gian diễn ra sự kiện thu nhập tăng tốc của đội được nhân đôi trực tiếp hoạt động phúc lợi 4 kéo dài thời gian hoạt động kết mua lại 1 triệu la đó cái này là các bạn Hoạt động mua lại két trị giá 1 triệu USDT thời gian kết thúc được kéo dài đến ngày 7 tháng 1. Đó, thì hôm nay ngày 1 còn có 6 ngày nữa thôi các bạn nha. Miễn là số lượng bạn bè tích cực thực sự của cấp, của cấp giới trong nhóm của bạn lớn hơn bằng 10, bạn có thể tham gia mua lại và nhận tiền mặt USDT. Nguyên tắc cơ bản là càng nhiều thành viên cấp giới họ càng nắm giữ nhiều két và họ càng mua lại nhiều két. Hãy nhanh tay nắm bắt thời điểm cuối cùng. Mời bạn bè để tăng thu nhập. Đó, như vậy là các bạn rõ nha, có đến ngày 7 tháng 1 là kết thúc rồi, cho nên chúng ta tranh thủ nha. Năm 2022, cái sẽ chính thức ra mắt với sự công khai mạnh mẽ và quảng cáo tích cực về mèo trên khắp thế giới. Số lượng người dùng tích cực trên toàn thế giới đã vượt quá 900 000 Rồi, khi đến 1 triệu thì nó giảm tốc độ xuống còn 0.01 két trên dây thôi các bạn, cho nên là nó giảm rất lớn nha. Cho nên là chúng ta cần phải đăng ký nhanh để chúng ta đào được nhiều các bạn. Khi số lượng người dùng đạt 1 triệu, tốc độ và sản lượng sẽ giảm mạnh trở lại. Từ 0.02 kết trên dây hiện tại xuống còn 0.01 kết trên dây. Nắm bắt lần cuối và mời bạn bè để tăng tốc độ. Đó, thấy chưa? Tính năng xác minh Kesta KIC đã bước vào giai đoạn thử nghiệm chính thức và sẽ sớm ra mắt. Chuẩn bị hộ chiếu và đi quốc gia của bạn để hoàn thành KIC với chúng tôi. Đó, chương trình KIC sẽ diễn ra cho nên là các bạn hãy đăng ký người thật. Và người ảo cũng đâu có làm được cái gì đâu. Rồi sau khi đạt được chứng nhận KIC thành công, bạn có thể mở khóa mã thông báo KIC trên ứng dụng. Bạn được yêu cầu gửi tài liệu nhận dạng cá nhân và chụp ảnh tự sướng. Thông tin của bạn sau đó sẽ được chia sẻ an toàn với công ty xác minh KIC bên thứ ba đáng tin cậy để thẩm định mục đích. Quá trình xác minh có thể mất đến một tuần. Khi bạn đã vượt qua KIC, nhiều lợi ích và lối chơi sẽ được mở mở khóa. Đó, khi mà các bạn vượt qua KIC rồi, các bạn sẽ có rất là nhiều chức năng để các bạn làm nha. Cho nên là cái app này mình nghĩ trong tương lai kiếm tiền khá là ngon đấy tin tuyệt vời hoạt động ứng dụng ứng cử viên nút Kesta đã hạ thấp ngưỡng bạn bè trong nhóm có 30 người có thể tham gia đăng ký ứng dụng ứng cử viên nút nhanh lên và mời bạn bè tham gia đó có nghĩa là cái này là nút các bạn nút super nút tức là siêu nút các bạn giới thiệu được 30 người các bạn đăng ký siêu nút nha các bạn sẽ được hưởng rất là lợi về cái siêu nút này các bạn có thể xem lại các video trước mình làm nha làm thế nào để đăng ký khai thác siêu nút kiểm tra video clip đính kèm à, cái này thì không cần đâu các bạn không sao các bạn cứ tuyển được 30 người các bạn đi vào rồi các bạn sẽ thấy thôi là đợi phần thưởng đầu tiên mooncake sẽ được trao cho các nền tảng tham gia để mời và quảng bá thành viên NFT của các thành viên đồng xây dựng giờ đây bạn có thể gửi NFT của riêng mình cho bất kỳ người dùng nào sử dụng cái star, phiên đấu giá NFT sắp ra mắt có nghĩa là bây giờ mà các bạn rút được mooncake avatar đó thì các bạn có thể bán được nha cho được tặng được nha trong tương lai họ sẽ tiếp tục nhận được các quyền và lợi ích VIP nổi bật và đặc biệt của nền tảng. Chẳng hạn như tăng tốc khai thác kết, acrop NFT đợt rút tiền đầu tiên của NFT, được giao dịch đầu tiên của NFT và các đặc quyền khác. Rồi rút tiền mặt, chính phủ sẽ mở rút tiền mặt khi số lượng người dự kiến đạt 5 triệu và hệ sinh thái chính thức có kế hoạch mục tiêu rõ ràng, chờ thông báo chính thức. Tổng cung cấp 1.000 tỷ trong đó 80% để khai thác miễn phí, đừng bỏ lỡ dự án à, viral nft mining đó tham gia kết ha rồi cái này thì không sao cái này thì mình để trong mô tả video rồi các bạn kích vào được đó thì khi mà các bạn nào mà chơi solo á thì các bạn chờ nó đạt 5 triệu thành viên thì bắt đầu nó sẽ lên sàn nha thì lúc này các bạn có thể rút được các bạn bán tuy nhiên các bạn phải vượt qua KIC đó là chuyện đương nhiên rồi rồi thì đây là một cơ hội cuối cùng các bạn của trên cái app Kesta này và lúc trước mình cũng có làm cái video hướng dẫn các bạn là trên app này cũng rất là tiềm năng trong năm 2023 này. Cho nên là các bạn đừng bỏ lỡ nha. Thì cách đăng ký ở trong mô tả video hoặc bình luận đầu tiên nha. Các bạn phải kích vào cái đường link giới thiệu thì các bạn mới được tưởng nha. Rồi. Và các bạn hãy nhớ bấm vào nút đăng ký trên kênh youtube của mình sau đó. Chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để khi mình cập nhật thêm thông tin mới thì các bạn mới kịp thời theo dõi được. Rồi xin chào và hẹn các bạn lại lần sau.